mình có học y, đem một vết thương phần mềm, nó không gây chết người,
rồi cho năm một cái cục băng dưới mông tròn, cái băng để tất cả chờ đường nó khô cho nó từ nước nó khô nè, rồi tất cả hồi mỗi năm một tháng bác sĩ sẽ đi qua đi lại giữa từ cái tớ đi luôn, thì muốn tạo cái bước chốc ạ, rất là bước chốc đem ra cái thái độ của mình không được trương, không được gọi em gọi cung cấp chia sẻ cái sang luôn của người ta nghe thì người ta sẽ có được mà nếu mà nó nói thì đấy nắm đi đầu thì nó làm sao nó sẽ xong cái đường ruột của mình
có một viên cà phê sạch thơm ở đây có chỗ sàn áo ra thì đương nhiên đó là bỏ thương phải từ lúc này bệnh nhân sẽ lao vào một loại nghe và đi phân từ xe là áo nghe chịu ra sạch thơm thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta ra nó sẽ đáp ứng và khỏi nên và bản thân cơ thể là một cơ hội ăn uống cũng nói là chúng ta tâm lý đó là đông nó không tên nha được cái lúc mà các bạn có đó như vậy tâm lý không ổn mà mình không nắm được cái tâm lý của bệnh nhân là mình cứ ứng xử như là người bình thường không bệnh thì sao thì xảy ra đúng không bệnh nhân nó cao nó sẽ khó chịu mà đau nó chịu chết nha là do vậy nắm được cái tâm lý của các bạn thì đưa ra cái thứ hai là bệnh nhân ngoài cái này nên thì bệnh nhân mỗi người là mẫu tính nè ông bà mình nói câu là ha cũng cười của đấy ai vậy là nói vậy là có bệnh nhân vô nhưng mà tâm lý người ta rất là khác rất là trầm trọng giống như là mấy con nữ á là bạn trai có điều kiện giả vô trong phòng tâm nghe thì tôi á chúng ta cũng chỉ cả chân và chịu đựng nghe nghe không la hét cố gắng mình chịu còn các cô á coi như la cả phòng ai cũng biết hết nghe thậm chí á ai mà đứng gần á nắm cái này có là không buông ra khi mà buông ra thì nắm con tay để không lộ trên da nên ta ra là chân coi như là tâm lý bệnh nhân cái thứ hai cách nhìn của họ cũng khác đâu nghe có người đó khi họ đến thì họ là ai uống họ là khi họ thấy họ đến chút liền nè nếu không thấy chút liền nè thì cái sự mà cái tâm lý nó bất ổn á tăng lên nè và cái sự mà đối đầu giữa thầy thuốc nó cũng sẽ tăng lên nè thì cái gì khi nó tăng lên vậy thì một hai cái thái độ mình mà chủ quan chút xíu nè thì là giống như người này cứ đi nước thầy là thế đó là trong chuyên môn của mình thì các em đã cấp cứu rồi có phân loại chuyên môn rất rõ ràng cấp cứu ưu tiên có một điều là không phải bệnh nhân nào cấp cứu trước là được xử trí trước đúng không mà xử trí đặt sức mạnh của bệnh nhân lên hàng đầu ra ví dụ nha một anh chấn thương sọ não nha hôm qua rồi nặng không nặng chết đúng không chỉ một anh tỉnh táo nè nhưng mà tức còn mặt cái bằng não thì anh là nó cứu trước đúng không căng chấn thương cho não mà có trì hoãn tiếng xíu ha thì nó cũng không có thay đổi gì xử lý sớm thì nó cũng không thay đổi gì trừ khi nó có hiện gì đen đỏ cũng trong cái chuyện siêu thắt của nó là đúng không còn cái vết thương mặt não mình xử lý mà càng chậm trễ đúng không thì cái mô phía dưới mạch máu không được cung cấp thì nó ra ngoài tử đây à cái đó là sao có những ca nặng chưa chắc và chỉ chưa và xử trí theo u viên nghe bệnh bạn nhưng mà bệnh nhân biết gì đâu lấy nội dung vô mình đánh thương thằng nào có người nó nghe ra thương mới được xe ngoài vô mình để nằm nó lấy được cho cái chai thuộc tiền cắm vô bảo trì lại đó công ty ông kia nó đứt cái con tay đúng không không chết đúng không cái con tay vô mà nó tạm năm năm đúng không tại vì không sử dụng tiền nó không tay còn có dài đúng không và đối với mình đó nên nói đó khi những người cũng rất nghe đúng không thì mình cũng phải làm bệnh nhân mình phải tư vấn cho họ đúng không mình sẽ làm cái gì đó để cho họ an tâm hãy kể một cái chuyện nghe chưa này thì các cô nè cũng nhanh cô nè thì nó vô nó bị cái tay bị nè không đấy coi như là hai bên tôn sát với nhau rồi lấy dao chém với nhau mà nó té xuống đường nó dính khác một lần cũng thứ đó coi như là rất là chờ ra thì khi nó vô như này nhé thì nó rất thương mà đắt cách như thành trăm rửa đây đúng không? Tự nhiên mình rửa thì nó phải tiền
tiền thì nó không có nhiều, nên mình phải chữa bằng cái thức mình cắt thôi. Ra mình nó có thùng cái đòn nó cắt đó, mình đưa đi cho nó là tốt nhất. Đưa cho nó nhiều đầu tiên mình đã thích học hỏi chứ bỏ nó có tiền sao trong cái cuộc học hỏi chứ thế nào. Để mình phải giải thích thế, nếu mà mình nói chuyện mình mà không giải thích á, mình cứ im im rồi mình cứ để nghe 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 và sao những con áo thì mình mới trẻ ta thì nó cũng có ngại gì là nó tặng cho mình thêm một nhát nữa, đúng không? Bây giờ đó, đó là trong cái chuyên môn của mình nha. Thì các em khi mà làm á là mình hết sức là phải cẩn thận. Cái thứ hai nữa là làm đó là mình phải giải thích cho bệnh nhân, cái quan trọng là các em phải tư vấn cho bệnh nhân, đó là giao tiếp cho bệnh nhân để cho bệnh nhân yên tâm và coi như mình đang đạt cái điều này là cái điều tốt cho họ nè, phải họ phải cảm nhận được mình đang làm cái điều đó thì tốt cho họ, chứ đừng có để họ cảm nhận họ đang chờ đợi mà họ sẽ sắp được đủ những cái điều xấu nhất họ sẽ ra thì mình phải để lại cho họ nè, thì chắc chắn rằng là họ sẽ một lần nè nha. Cái đó là cái tâm lý nè, tâm lý của bệnh nhân hoặc viên nghĩa là tâm lý của cầu bệnh nhân đòi hỏi con người sống tương và rõ ràng nè, thậm chí giờ đấy bệnh nhân thì đau không có dùng nào nha, tiếp cho các bạn nghe tạm thời họ chỉ có quan tâm nghe mà nói họ có tiền là cho họ nghe ra họ đi vô phòng để và đen của bệnh nhân có sự biết chết theo theo thế nào, tức là họ luôn luôn còn lại thì các em cứ giải thích mình phải ra cái bệnh nhân cái tàu cả bệnh nhân và giải thích mình nằm đó chỉ tạm thời chờ sắp xếp như thế nào thì họ sẽ an tâm, họ nói thôi mình nằm đây mình cứ tiến tiến để kiếm một cái giường ở đẹp để luôn nằm nè, mình lô cái giường nằm cũng vậy, nhìn cái ra giường nè có giường nằm rồi mình nhìn cái giường không đẹp hay đi thế nào, mình cũng tha không được mình đâu hay tại sao vậy? Mình tại ra đường cái nào có cái cũ cái mới mình chỉ đảm bảo là nó sạch nó không trùng thôi chứ không giờ đẹp thế làm sao, đúng không? Đầu mình trả lời mình đi nghe cô tôi nói thôi nằm nằm thôi nói là đầu sao cái này tâm lý rồi đó, cái này sốc lên nha, gặp bác sĩ ra cái không chia sẻ luôn nè, rồi cũng nên 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 thích nghe nghe xong cái này thì cuối cùng vài năm nhẹ thì các em được cái thư mà một cái thư nè thư tố cáo nè nó thưa nè nhẹ thì các em nó đang đánh tóc nó nói đúng không, còn mà nó có kiến thức một chút xíu nữa thì đăng tình sẽ đăng tóc luôn các em nên báo lên chú biết cái thư đó nè, thì lúc đó mình đúng hay mình sai của trong trường hợp đó thì mình vào phòng sai nè, thì trong cái giao tiếp đó mình sai mặc dù ở chuyên môn các em thì luôn nhưng mà mình giao tiếp vấn đề nhân vâng ở đây nha đại tâm lý nha, rồi tính thích nghi nữa, tính thích nghi nữa mình đang vô bệnh viện nha, nó nằm cứ nghĩ như ở nhà đó nha, đem gói đầy đủ nha, muốn ngủ nó không phải ôm đem cái ôm luôn, cái giường nó đem ôm luôn thấy không. Ở Hoa Nhi thì ba mẹ phụ huynh đem mấy gói bông cho bé chơi nó làm những người lớn đem cái ôm luôn nha, phải nói nha, để các em đi bệnh viện ra chắc chắn thấy muôn vàng muôn tặng thấy chăng, thì cái này coi như là cái tính thích nghi không biết có thì mình phải giải thích như sao cho người ta ổ cái chỗ này ra nên ở trong cái phòng năm cái toilet ấy thì không được làm nó sạch nhưng mà cái phòng giường bệnh ba cái giường chỉ thấy có người gặp có lát chứ đúng không, đó, người gặp tỷ này kia đó còn gió đó không chéo đúng không, bây giờ hết rồi ra mình nói ở cái cái đi mà nhà may mình đi tour này ra xong không may thì họ các bạn thấy không may họ sẽ chờ đợi một ngày nữa họ còn lại đúng không, họ không nói gì hết trơn tới nhà nha nha nha. À, nào, thầy mới vừa nói xong thì lên nha, mà cái chuyện là một cúa, cái hai cúa thì nhóm mình chạy lại luôn, không chạy lại, bác sĩ cứ lo học không à, người nào cũng thấy còn gì không cứu nữa, đâu có chạy được đâu chạy, còn hôm nay là
thường xuyên chạy ba đò cũng chẳng gì mình trả đâu nói cái quan hệ của thầy thuốc á thì xã hội kinh tế xã hội phát triển em thì nó cũng sẽ phát triển em thấy ngày xưa người ta coi thầy thuốc á giống như là một vị thân nhân em còn nếu mà theo đạo là giống như là một cao tăng kế tiếp nữa là coi như nó là chủ nghĩa gọi là tiên phụ nè thân nhân thì ở đây là nó đó là thực tế thì bây giờ thân nhân khách hàng mới khách hàng thôi nhưng mà nếu đặt thân nhân là mình quan tâm đến chế độ đây thân nhân của thực tế đúng nữa anh thì bây giờ nó là điện tư ấy, thì là hoạt động theo chế độ công ty nhân hoạt động theo công ty đó nó coi là bệnh nhân khách hàng như là thực tế có bệnh nhân là bệnh viện hay là công ty nó tồn tại không có bệnh nhân coi như không khách hàng bệnh viện nó ha nữa nha cho đó là hỏi uy tín hỏi này là coi như là hỗ trợ lẫn nhau thì lòng bệnh ba lại làm được chuyện này thì sao thì tốt thôi đúng không nhưng mà có những cái bệnh viện á những cái bác lớn ấy nha họ sẽ đưa ra khẩu hiệu cái khẩu hiệu này là tức là các em nghe là các em sẽ rất là dễ bị sốc nghĩa ha tức là bệnh nhân không bao giờ sạch nè bệnh nhân không bao giờ sai dầu cho họ có đòi cái điều gì đó phi lý đi họ cũng không sai nè tức là quen với quan điểm của em đang phục vụ thượng đế nè thì thượng đế muốn gì thì mình chịu phải không đúng không đúng không điểm sau thượng đế phải thực hiện cái quyền cái nghĩa vụ của thượng đế nói với quyền lực của mình này đúng không thì cái dịch vụ cũng vậy nó từ thấp cho tới cao đúng không nhà nghèo á thì vô cái buồn bệnh sao làm cũng được tắm cũng không sao đúng không cái khé cái chiếu á thì phải có cái bệnh đúng không và cái người giàu vô á thì là đầy đủ rồi ở nhà họ ở cái làm cũng quen vô cái quả chứ không có họ chịu nói không chịu nói không chết thì họ phải đòi nha không phải làm đúng không mà nếu mà không đáp ứng cái này vô tay còn đòi lên trước nhà coi như là mình cũng quen đúng không cũng đáp ứng thì đó là sao ở bệnh viện nó cũng có nhiều cái dịch vụ nghe nhiều cái tầng nó khác nhau thì đáp ứng tùy theo cái nhu cầu của mình nè người ta không có giờ sai nha rồi cái đó là coi như là về phòng mắt sinh hoạt thì sao đúng không ở nhà con nét thì họ xài của mình vô đây con nét mình xài chung đúng không thì tất nhiên nó có vấn đề rồi họ lên tiếng cái cô lý mà nhà cái đó bệnh nhân có một tên như họ nói đúng không đúng chứ đúng không họ muốn đặt họ muốn sạch hơn đúng không sạch rồi đó còn phải có sạch nó phải có cái cách mà khử trùng đi, khử mùi đi, nó phải thơm đó, cái chỗ này họ phải muốn như vậy đấy, đúng không? Đó, mình thấy nó thơm, nè, thì nhờ bệnh nhân á, nhờ bệnh nhân như vậy đó, thì cái nhà mình á, nó mới sao, cái thay đổi cái này cái phương cách khử trùng, nè, thì mình thấy là giữa mình với bệnh nhân như vậy thì hơn, tại mới nói này là mới sinh hoạt thôi nha, chứ còn chưa tới cái chuyện mà mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân giữa bệnh tật nha để các em thấy nha thầy thuốc với bệnh nhân này có bao giờ suy nghĩ giống nhau đúng không khó giống nha luôn luôn là học hết đúng không một bên nha thì là bệnh nhân sao thì nó sao nó muốn cho nó sao đúng không thì bác sĩ á mà nếu mà cần buổi bệnh nhân á sẽ cố gắng tìm làm sao cho nó đạt nhưng mà trước khi tìm nó đạt thì phải sẽ có cái tổng điều trị cho chắc đúng không do đó là các em đọc các em thấy về mặt cái công việc tiến triển của bệnh nhân bác sĩ nó cũng sẽ khác nhau đúng không và cuối cùng là cái này cái tiền bạc này này nó sẽ làm nó sẽ làm cho cái mối quan hệ giữa bác sĩ nè bệnh nhân rất nhiều cái mình nói sao đúng không bệnh nhân là có gì đấy cái bác sĩ mình đi qua đi lại
giá như không được thành công. Nghe, đúng không? Coi như là như nào, lo, sợ như thế này.
về tâm lý của người thân, về mặt người thân nè, em có người kiềm chế được, có người không kiềm chế được, đủ thứ hết trơn em, đúng không? Một cái động tác nhẹ này, từ khi bệnh nhân mà tử vong rồi, mà có một số anh chị trong bệnh viện á, mình chăm sóc cái tử thi á, mà mình có cái biểu hiện ăn cần nó sốc, mà gọi là cho nó đứng chọc một chiếu, em thì nhà người ta rất là cảm động. Lúc mình giáp xong một bài tập trên giường, để cho ngay ngán, để ra các cổ lên kia, còn to con xe đưa ra cho xe, ta cứ sự cảm động. Xe khi người ta lo, nếu nó thực sự xong, thế nào người ta đây là cảm ơn em. Nên hỏi em nghĩ là vô hình chất, đó. À, bây giờ làm kiểu gì cũng được, làm có chứ cũng được, đầu rẽ thắng lên được, em cũng kiểu gì cũng được. Đẩy trên tay ca, tay trên tay dưới đi, đẩy cả bàn tay tư cắt tư qua lại cũng bình thường luôn. Em thì nó đó. Dạ, nào, quan hệ nè, ở người thầy thuốc nè, cái y đức nè, y đức thì nó sẽ có ba chân nè, đạo, 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 đức nè, phân nè, cái này là người thầy thuốc à, nghe, thì cái này cái anh đọc tiên, đó, em hỏi xin nữa lấy cái chơi này. Cái sắp sắp không đi tâm nha. Rồi, đây là một số nguyên tắc cơ bản, cho người dân. Như thế nào? Thứ nhất là nguyên tắc mình làm sao là có lợi với chủ nhân. Trả lời, nhưng mà nó không hiểu, nó làm hợp hợp với chị em. Nha, mình biết mình làm lợi, nha, nhưng mà sao? Nó thì nó có lợi. Nha, đó là đem lại cái quyền lợi cho các bệnh nhân thì mình cũng phải có bệnh nhân hiểu, thấy chưa? Nè, thế còn nếu mà nó không hiểu ấy, nè, thì ta sẽ kẹt, đúng không? Ví dụ như giờ đây, mổ xong, ai muốn biết sao? Có bệnh nhân nhận nào? Lúc đó đau không? Đau chứ, đúng không? Thì giờ mình biết là mình nó đã đọc sớm ấy, thì là sao nó sẽ ổn sớm, ví dụ để mổ bệnh đi. Không nhận được chớm thì khỏi các dịch vụ, đúng không? Thế thì vết thương người ta nó lưu thông sẽ tốt hơn, máu lưu thông cũng tốt hơn. Từ này thì mình cho nhận được chớm, đúng không? Thì nhận được chớm nó đau, mình cũng đợi nó đau, hoặc là thích mình sao? Mình ác ý nó, bắt làm chớm đau, thì nó làm không? Nó đen, nhưng mà hồn cái mình có cái hồn mà nói, mình nói thiệt đó là vô không nhận được chớm. Nằm lâu quá nghe để xem cương nó làm nó dính ruột lên để đến da gan dính cứng rồi bóp tắt ruột thế này thế kia ha, hoặc là dịch nó tụ lại nó không lưu thông nó ứ lại dẫn lưu không tốt thì dễ bị trùng kia nó trở lại ngán bò luôn ha, nó bò luôn tại sao vậy? Tại vì cái điều này không tốt em, mình biết là lợi cho bệnh nhân thì mình trong cái thích mình thích là đó nghe được chưa? Nếu mà nha mình làm cái điều lợi cho bệnh nhân, nhưng mà nó không thấy lợi được, đó, nè, ra, rồi không có làm cái điều gì hại cho bệnh nhân, cái điều này nữa là họ đặt, nghe phải được tính chứ, nó lợi cho xét nghiệm HPV chưa tính không biết, tự nhiên hồi bé sinh nó tự nhiên giờ vô xét nghiệm HPV chứng tỏ, và chưa tính chưa biết nghe xong rồi theo bạn bè nghe xong tập ra ra cầu những cái sức khỏe, đó, đó, ra. Nha, thì các em nè, và biết sự tôn trọng cho nó, nè, đừng bảo mật làm sao, đó, nha, nè, và họ an tâm, nha. Rồi, đây là ba cái cách, nè, nha, cái này đọc là dễ hiểu thôi, tôn trọng chân thành, có ngại, tâm tâm, nha. Rồi, đây là này nó rồi, đúng không? Tất cả những điều làm để cải thiện mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Thì khi các em làm đúng như là người nhà hãy cho người ta đặt là từ những gì đó linh thiêng như từ mẫu, đúng không? À, tức là cái mối quan hệ của mẹ con nó rất là thiêng liêng nè, là tình thương rất là bao em rất là đó. Nếu mà ta cảm giác cái đó thì ta sẽ yên tâm nha. Đây là giao tiếp của bệnh nhân nè, sao à, giao tiếp có là không là là chỉ một ánh mắt nên một nụ cười, đúng không? Một cười ta thấy tin 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 vô gặp
bác sĩ bắt tôi đây cũng sang trăm một trăm nha. Rồi tích cực xem bệnh nhân là ở trung tâm à, nha, bệnh nhân ở trung tâm không có nghĩa là cũng luôn luôn mình đúng, cũng luôn luôn mình sáng tối trong phòng, chỉ còn là bệnh nhân coi là coi như là luôn coi sao sáng nha. Và em có thể coi như vậy thì là nó sẽ ổn. Tuy nhiên có những bệnh nhân họ đòi hỏi mà mình phải tính phí họ quá à nha, thì mình phải thấy tiếp xúc mình theo để cho họ không cần họ không lại để mà họ phải chữa bệnh. Còn nếu mà em không thể tích cực họ không lại mà sẽ làm khó em thôi. Bệnh ăn uống thì nó cắt thường nha, ăn thì không tiêu nên rồi mình hướng dẫn nhau không biết biết rửa tiếng đại quan các thứ lên thì nhà không tiêu cái ngồi rửa tiếng đại quan nó sẽ tạo quen nên đó chỉ lên cho giờ tay cũng khó ngủ quá nha. Rồi giờ họ nó chạy qua trong cái gian giờ sao mình cũng phải cũng mặc quá nha, mặc rửa cái không có gì cho tâm lý đâu. Cái mệt của phần đó là cho nên rất là nặng ngày nha, mệt của nó đau nặng nên cái gì mình suy nghĩ không ra mệt quá nha, trong tối không có tiền cũng mệt luôn nha, đúng không? Nên đang nằm trong bệnh viện nghe con cái nhà bỏ học bỏ đó bỏ luôn nha, thì lúc đó nha không biết làm sao nha. Đó là cái giao tiếp này nha, giao tiếp đó là đại học khá là nguyên hình như là hàng nói đúng không, thì cái này là coi như là những bước thực sự của mình đối phòng phải gõ cửa phải chào hỏi rồi mình sẽ làm những bước đi quy chế của ngành rửa tay trước khi tiếp xúc và khám tự mở là mình đang có sự lăn cạn nên cái trình tự đây nha. Rồi đây là tên của bệnh nhân mình nghe thôi đúng không, đây là phần hình ảnh của bệnh nhân rồi. Đây là những triệu chứng cho nên đã ăn hai cặp một chút rồi đúng không nào, được chưa, do thì sắp tới nào đúng không đó. Đó, những cái này mình sẽ làm cho bệnh nhân tốt nha. Rồi nha, cái này cũng là mình phải nè đó, ở đầu thế nào vị trí sao chứ không dài là thì cũng phải tăng giá thì chứ nó hẹn nè. Đây là những chiếc tố mà mình hiểu khó được nha, thì nó sẽ tạo cái mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ nha, giống như cái cơ sở y tế sẽ làm cũng sẽ được hiểu được nha. Và cái này sai đến tập lên được ra chào anh biết là chào 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 bác sĩ bệnh nhân ha. Bữa nay đó là thầy cũng có thể ơn cái bài cho một cô nè, thì cô đó thầy đó đưa lên thì đây đúng không, mà nó thấu cảm người nhà cũng nên học được đề sách tận ra rồi, nó tốt lắm đó.